ấp sư tào hữu thuở xưa có một ốc đầu thông minh bác học ông ta làm khổ vị hòa thượng trụ trì chùa lánh giềng không ít vì những câu hỏi lý sự cùng mình của ông ta vì thế mỗi lần nghe tiếng guốc lộp cộp của ông đồ đến gần dù ai đang bận bất cứ công việc gì xem kinh hay cuốc đất hòa thượng vội vàng leo lên thiền sàn đợi tị nạn tham vấn của ông đầu đa sự một hôm, ông đang ăn mấy củ khoai lẫn bữa Chợt nghe tiếng cô ngoài cổng tạm quan Hòa thượng vội vàng lao miệng tức tốc trở về phương trường Thấy chỗ nhà lật đật khách cũng hối hạ không kém Nhờ vậy, ông khách bắt được hòa thượng lúc ngài mới leo lên bầu đoàn Mà chưa kịp ghét tréo trần Cực chẳng đã, hòa thượng phải quay lại chào khách Ngài thở phào nhẹ nhõm À, thịt ra mát đậu hũ Vậy mà bác làm tôi sợ đến bở phía Chàng đậu hũ ngạc nhiên Có chuyện gì vậy bác thay Hôm nay bán tới khóa Còn tạt vào chùa Này thầy muốn giùm vài miếng Chứ còn có làm gì đâu nào Ấy không phải vậy Và hòa thượng bàn tụt lại đằng đuôi câu chuyện xong Ngài than thở Hôm nào cái tên ta sự đó đến đây Thì ta vô phương làm việc Cứ phải ngoái tai ra kia Đào là pháp thân niết bàn tối thượng thừa đợi nhất nghĩa đới trần đới thiêu điều niết đi còn trái chàng đầu hụ bất bình rồi thay chịu trận chứ không có cách nào tống cổ hắn ta, à. hòa thực nhắm mắt ta có mở miệng được tiếng đạo đâu hắn cứ thào thào bất tuyệt đến lúc nào khô cổ mới chịu ngừng lại hớp nước lấy hơi và nói tiếp thế hôm nay hắn có đến không hả hợp đạo lại khói, quá là một đại họa cho ta. Gã bán đậu hũ, thuộc loại người có máu lục phần tiền Nghĩa là thấy chuyện bất bình thì phải ra tay nghĩa hiệp, hằng hái nói. Hãy để nó cho con, con sẽ trị cho hắn một mẻ thế nào cũng cạch đến già. Chú có cách nào, đừng có chọc người ta mà phải tội. ấy thầy cứ cho con mượn cái mũ ni, áo tràng cùng y bá nạm nữa rồi thầy cho mình sẽ làm như vậy như vậy hai người trò con đang bàn tính thầy đã nghe tiếng quốc của ông đầu đường sự mới đến sân ngay đã đánh tiếng ở à, chi đã phước A di đã phước bạch hòa thượng còn mới đến ạ à? hòa thượng vội bước ra xịt thởi im đạo ông bạn hôm nay chùa có khách ai thấy nhỉ một thiệt sư vừa hạ sơn ngài ở tại lơn mới xuống Ô, quý hóa quá thật là hố chuyên thiên lý nàng tạo ngộ vô diện đối diện bất tương phùng ngài còn trẻ nhưng đạo cao nước trọng lắm Ô, vạn hãnh, vạn hãnh, hất là bị tàn hữu sư tử lên ba con thân giả càng đạo bạc nhưng mà ngài không thích nói nhiều đó mới là vô ngôn thông tri giả bất ngôn người biết mà không nói mà lại đạo hữu có hậu chuyện với ngài thì nên ít lời một tí thế thì con xin được phép hậu chuyện với ngài bằng lối im lặng một cuộc im lặng như sấm sét của những tâm hồn vĩ đại và chân thực hòa thượng ngơ ngác Thế nghĩa là sao im lặng im lặng và im lặng đó là sự đối thoại của Bồ Tát cư sĩ gì mà Cần, một lối mặt ngữ mà pháp âm vang như sấm rền. Hòa thượng đành lắc đầu. Thôi thì chú cứ làm những gì chú thấy cần thiết. Ông đồ liền tục cuốc rõ rén bước đến vái chào vị thiền sư tạ lơn. Thiền sư vẫn im lặng, hai mắt hơi hé ra rồi nhắm lại như cũ. Khách và chủ cùng phân tòa ngồi hòa thượng cũng kiếm một chỗ ngồi hồi hợp theo dõi cơ sự Thoạt tiền ốc đầu đưa lên một ngón tay tiếp theo thiền sư cũng đưa lên nhưng đến bàn ngón ốc đầu gật cù tỏ vẻ thông cảm tiếp thu kịp ông đầu lại đưa lên năm ngón tay thiền sư mỉm cười lúc đầu ra vẻ khoan dung rồi đưa hai bàn tay lên xòe đủ mười ngón ốc đầu chặt lưới, tỏ vẻ thánh phục đưa tay vẽ một vòng tròn Thiền sư có vẻ bất bình Đưa tài hất mạnh Chỉ ra ngoài ngõ Ốc đầu sụp lại cùng kính cáo từ ra về Tiện y đến tam quan Hòa thượng hỏi Sao chú thấy thế nào Ồ oh, quả là thiên niên Thiết thọ khai hoa dị Ngân đám cây sắp đơm bông dễ Nhưng tìm được một người như thiền sư tạ lương Hay quả là khó Tạm sinh hữu hạnh Mới có một cuộc đối đáp như chấp nhoáng Xoạt lửa như thế Ngài đã nói với chú những gì Ồ hòa thượng làm sao hiểu thấu Hòa thượng khẩn khoản Tôi ở chốn rực núi quê mùa Dốt đặc cản mai Xin chú làm ơn Thuật lại tỉ mỉ cho tôi Mở rộng tầm con mắt Tại sao chú lại đưa lên Một ngón tay Đó chỉ nhất tâm Còn ông đưa lên Bà ngón tay là sao đó là nhất tâm tam giới một tâm nhưng bao trùm cả ba cõi đầy đủ thể tướng dụng đó là pháp ngài đã đưa ra tam giới để trả lời cho nhất tâm thật là hay hay tuyệt rồi khi chú đưa nằm ngón tay lên đó là ý nói nhưng đối với kẻ đã lỡ tạo tội ngũ nghịch thì sao rồi ông đưa lên mười ngón tay ý dạy phải khuyên đương sự tu mười điều thiện ô hay quá Chỗ này thì tôi đã hiểu kịp Thế lúc chú đưa tay vẽ một vòng tròn Tôi muốn nói chúng ta đi quanh quẩn Trong phòng nước ngồi vô tận Và ông lắc đầu hất tay chỉ ra ngoài ngõ Ý ngài nhắc chúng ta phải có chí hướng thượng Vĩnh xuất tam giới Xong ngài buông tổng hai tay lắc đầu Tỏ ý là đến chỗ vô ngồm tuyệt lực Bất lập phần tự khi ấy tôi chỉ còn nước im lặng đánh lời ra về mà vẫn nghe pháp âm trên vang như sấm nổ ông đồ cáo từ hòa thượng trở vào gặp tiền sư tạ lân thức chạng bán đậu hũ đang đứng lúng túng trong đống y cùng áo hòa thượng tiếp tài giúp anh ta xếp y cất cáo bảo xong hỏi chủ ra dấu hiệu gì mà hắn ta chạy một mạch vậy anh bán đậu hũ cười hơi hơi có gì đâu cũng chỉ là ăn mà. Đầu có gì ngoài việc mua với bán. Hắn két hòa thượng chữ đầu có qua mắt thằng bán đậu hũ này nói Chú thuật lại đầu đuôi cho ta nghe thử. Đầu tiên hắn ta đưa lên một ngón tay ý nói bao nhiêu một miếng đậu hũ. Con liền xòe ba ngón, tức là ba đồng bạc. Hắn liền đưa ra năm ngón tay, tức là tỏ ý mua năm miếng. Còn nghĩ hôm nay bán ế, mình để giá vốn cho hắn nên đưa lên 10 ngón, ra giá là 10 đồng. Hãy rẻ, hắn động lòng tham. Đưa tài ra giấy hỏi mua hết cả thúng. Còn nói sùng hất tài bảo hắn ra chợ hỏi xem có ai chịu bán đó không. Còn thúng đậu ấy này tha răng có đem cúng thầy, làm chào cúng rập cho có phước. Từ đó ông đồ không làm phiền hòa thượng nữa. Có lẽ ông đã nghe đầu đuôi câu chuyện vì bác đậu hũ không phải là một người tính miệng cho lắm. Người nào thông pháp học và đọc thuộc lòng kinh điển mà không thực hành theo lời Phật dạy thì có người ấy tự hồ như kẻ chăn bò, tay có điểm bò nhưng đó là bò của người khác. Mã Thanh Mã Thanh là một nam doanh nghiệp trẻ rất thành đạt, gia đình anh vốn hạnh phúc mỹ mãn, thế nhưng do công việc phải giao tế nhiều đã phát sinh những việc khiến họ bó tay. Từ nhỏ thì Mã Thanh rất ưa tĩnh tọa tu hành. Sau khi kết hôn, do bề bộn việc nhà lẫn công ty, nên dần dần anh tu hành giải đãi và huân diễm những thối xấu thế tục. Trong thời gian này, anh tạo vô số nghiệp, sát, đạo, dâm, vọng, gì cũng điều phạm. Do vậy mà quan hệ vợ chồng đã dần dần chuyển xấu. Mới đầu thì phát sinh gây gỗ, sau đó dẫn tới ẩu đả hôn nhân đang ở bên bờ vực tan vỡ mã thanh cũng muốn cứu vãn hôn nhân hy vọng thoát khỏi phiền não vì vậy anh đến tìm tôi lần đầu tiên diện kiến mã thanh gây cho tôi ấn tượng không tốt nhìn mặt anh khí sắc u ám tối tăm tôi nói anh gần đây tâm tư rất thống khổ nơi tim đau đớn khó chịu lắm phải không đúng vậy Mã Thanh gật đầu thừa nhận. Dạ anh từng phá thai bốn lần. Trong số đó có một bé trai hết sức ưu tú, phải không? Mặt Mã Thanh đang bình thường, bỗng chuyển sang tái nhợt. Anh căng thẳng nói. Quả tình, vợ tôi đã phá thai bốn lần, nhưng hoàn toàn không biết là trai hay gái. Riêng vợ tôi, trước khi phá thai, có lần đã nằm mộng thấy một bé trai. Cô làm sao biết được? những việc của mỗi cá nhân làm không gì mà không lưu lại hiện lộ rõ tất cả việc mình làm thảy đều bị trời đất trong vô hình âm thầm ghi lại hết nhưng bản thân mọi người không hay còn đinh ninh cho rằng sẽ không ai biết chuyện mình làm thực tế thì tất cả đều được ghi lại đủ không sót mảy may những việc không hay phát sanh trong gia đình anh thảy đều do sát nghiệp tạo thành mà trong đó tội phá thai là nặng nhất anh nhất định phải chí thành sám hối tùng kinh ăn chay phải vì mỗi vong thai đã bị giết đó tùng ít nhất bảy bộ phật thuyết trường thọ diệt tội hội chư đồng tử đà la ni kinh nhất định phải thành tâm thành ý sám hối sửa chữa từ rài về sau không nên đánh đập vợ nữa anh có làm được như vậy chăng làm được tôi nhất định làm được một tháng sau mã thanh dẫn vợ là chị trương đến gặp tôi lúc này khí ấm đen trên mặt anh đã biến mất hơn nữa dung nhan còn rất tươi tắn hớn hở đầy vẻ tự tin vừa gặp tôi mã thanh xúc động nói thật không thể nghĩ lường tôi cảm nhận rõ ràng từng chữ từng câu trong kinh phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử đà la ni tôi vừa mới đọc một biến thì ngay đó cảm thấy muộn phiền đau đớn nơi tim tiêu mất thế là tôi dội đến y diện khám. Nhìn vào, thấy bản điện tâm đồ, hiển thị bệnh tim đã hồi phục bình thường. Bác sĩ cũng rất ngạc nhiên. Tôi nguyện từ nay, nhất định kiên trì học Phật, tụng kinh sám hối, làm một Phật tử chơn chánh, sống lợi ích cho chúng sinh. Hiện giờ, quan hệ vợ chồng chúng tôi đã chuyển tốt rất nhiều. Vợ và con gái cũng khởi sự bước vào đường học Phật. Nhờ Mã Thanh thực tâm sám hối, chân hành tụng phật thuyết trường thọ diệt tội hồ chư đồng tử đà la ni kinh nên đã hóa giải oán hận nơi vong thai giúp bé sớm được đầu thai đồng thời bình anh cũng hồi phục mạnh lành cả nhà đồng tu học theo phật pháp thu được nhiều lợi ích giải thích thêm phá thai được xếp vào tội sát sinh rất nặng những phụ nữ từng phá thai cần chân thành sám hối và phải thực tâm quỳ trước phật tụng kinh phật thuyết trường thọ diệt tội hồ chư đồng tử đà la ni hoặc kinh địa tạng để hồi hướng cho các vong thai bị giết như vậy mới có thể diệt tội tốt nhất là hai vợ chồng đồng sám tụng thì hiệu quả càng tốt bởi khiến nữ nhân từ hoài thai cho đến phá thai là trách nhiệm mà nam nhân không thể trốn tránh tuần thức đầu tiên mùa đông năm 2009. Cư sĩ Dung gọi điện cho tôi, hỏi thăm chuyện in ấn kinh và sách thiện. Khi cô nghe nói nhà chúng tôi còn những sách hay khác nữa, bèn đến để xem. Nữ sĩ này họ Chu, khoảng 40 tuổi. Theo lời cô nói, cô mới theo đạo Phật không lâu. Chuyện hỗ trợ in sách thiện là tâm quyền của cô vì muốn tạo công đức cho người mẹ vừa mới qua đời của mình mong làm giảm bớt tội dịp cho mẹ câu chuyện về mẫu thân cô kể ra rất hy hữu kỳ lạ được nghe rồi tôi cảm thấy câu chuyện này nếu ghi lại có thể giáo hóa cảnh giới tốt cho những người con bất hiếu thời nay mẹ chu sĩ là bà vân bị bệnh nặng qua đời vào mùa thu năm 2009 nghìn Nói đến nguyên nhân bệnh của bà Thật khiến cho người ta phải đau lòng Là tại cô Nga Em dâu của chu nữ sĩ Cũng là con dâu bà Vân Lần đó trong lúc gây cãi Cô Nga đã khiến bà già tức mà chết Em dâu chu nữ sĩ Là người cực kỳ bất hiếu với ba mẹ chồng Thường cùng với mẹ chồng gây cãi như cơm bữa Ngay cả người cha chồng từ lâu bị bán thân bất toại cô nga cũng chẳng thèm quan tâm chăm sóc sau khi mẹ chồng qua đời rồi cô nga càng không có chút gì ăn năn sám hối là chị chu nữ sĩ rất buồn trách người em dâu bất hiếu này vào nửa đêm ngày thứ bảy tính từ lúc bà vân qua đời chu nữ sĩ đang ngồi một mình buồn nhớ mẫu thân nên cứ nhìn chăm chăm vào chi ảnh của mẹ hồi tưởng đến lòng thương yêu mẹ dành cho mình ngay lúc đó cô bỗng nghe tiếng mẹ gọi nhỏ tên mình chu nữ sĩ liền tỉnh hẳn và thật bất ngờ khi thấy mẹ hiện ra ngay trước mắt nhưng hình dạng của mẹ có làm cho cô sợ hãi mẹ chu nữ sĩ mặc áo đi đường phía trên thân bị đeo gông xiềng lộ vẻ hết sức thống khổ chu nữ sĩ làm gan hỏi mẹ phải mẹ đâu mẫu thân cô cho biết hôm nay là đêm vong linh được phép về nên mẹ cô đến thăm cô mẹ cô đã chết rồi khi lên dòng hương đài nhìn về quê nhà ở nhân gian thấy cô rất buồn hàng ngày rơi lệ mẹ cô rất đau lòng hôm nay được ngục quan phê chuẩn cho phép tướng quân ngu đầu mã diện dẫn mẹ cô về đây thăm cô chu nữ sĩ vội vàng hỏi Mẹ ơi Mẹ nói giọng hương đài Và tướng quân ngu mã gì Con nghe Con nghe mà không hiểu gì hết Lúc đó Mẹ của cô nói rằng Dòng hương đài là nơi địa phủ đặc biệt Thiết lập cho người chết lên đó Nhìn về cảnh quê nhà thân thuộc Ở thế gian Tướng quân ngu mã Là ngục tốt ở âm cung Cũng giống như cảnh sát ở dương gian vậy Bọn họ hiện đang Ở ngoài cửa chờ Chút nữa sẽ dẫn mẹ cô về địa ngục thọ tội mẹ ơi vì sao mẹ phải xuống địa ngục thọ tội hả dung ơi chết rồi mẹ mới biết tội mình quá lớn con biết vì sao mà mẹ phải chết phải không là tại cái đồ dâu con bất hiếu chọc mẹ tức chết đó mà nhưng thực ra đây cũng chính là báo ứng của mẹ vì hồi trẻ mẹ cũng bất hiếu ác độc với bà nội của con ông nội con đã sớm qua đời Bà nội của con phải sống cùng với cha và mẹ Nhưng hãy bà nội con có làm chút gì trái ý Khi mẹ không vừa lòng Là mẹ liền trách mắng Đến nỗi sau này Bà nội con mỗi khi thấy mẹ Để run sợ như chuột gặp mèo Ngay cả thở mạnh Bà cũng không dám Mẹ thấy vậy rất đắc ý Cảm giác trong nhà này mình là chủ Rất oai phong Nói gì ai cũng phải nghe có một việc con không hề biết Nguyên nhân bà nội bệnh Chính là do mẹ gây ra đó Ngờ đâu Lần bệnh ấy bà nhập viện và quá đời luôn Bà bị mẹ làm cho tức Bà chết đó Phật mẹ Lúc sắp lìa đời Khi mẹ nhìn thấy ngu đầu mãi diện đến đóng gông mẹ Mẹ đã kêu to rên rỉ Nhưng các con cứ nói mẹ bị ảo giác Kết quả là Mẹ bị họ bắt hồn đem đi xuống địa ngục mới hay mình tội lỗi nặng nề cơ ngờ đâu chẳng hiếu kính như cha mẹ ruột lẫn cha mẹ của bạn đời lại bị hành tội khổ sở như vậy mẹ ơi mẹ nói bà nội vì mẹ làm sầu não mà nhập viện sau đó qua đời hả lúc này thình lình chồng chú nữ sĩ xuất hiện ông từ trong phòng bước ra hỏi em đang nói chuyện với ai vậy là mẹ đó anh. Mẹ đang về nè. Ở đâu? Sao anh không thấy? Chắc tại em gần nay buồn, nhớ mẹ dữ quá, cho nên sinh ra ảo giác đó. Không phải mà. Hôm nay là đêm vong về. Là ngày mẹ được đến thăm em. Em đang trò chuyện cùng mẹ. Anh không thấy mẹ đứng trong đây sao? Không. Anh không có thấy gì hết trơn á. Mẹ ơi! Tại sao chồng con lại không nhìn thấy mẹ Dung à Đúng là nó không nhìn thấy ta Số con cũng khổ Phụ thân con thật sự đã làm khổ con Vì gả con cho người chồng như vậy Chồng con là kẻ bất thiện Lúc này Ông chồng của chú nữ sĩ Đã kéo chú nữ sĩ vào trong phòng Cô không chịu đi Đột nhiên Chồng cô hét to lên một tiếng Ôi mẹ ơi Lộ gia kinh hãi Như vừa gặp phải quỷ Và chạy thẳng về phòng bình. Cô ngơ ngác hỏi Mẹ ơi Mẹ sao rồi Chợt Cô nghe tiếng bà vang lên ngoài cửa Cảm tạ các tướng quân ngưu mã Xin hãy cho phép tôi Nói với con gái tôi cho xong chuyện Chồng con bị hai tướng quân ngưu mã Dọa chạy rồi Hiện giờ nó đang hãi hùng Nằm trùm mền rung lập cặp kìa Bảo đảm không còn dám chạy ra quấy nhiều cuộc đàm thoại của mẹ con ta nữa đâu Mẹ ơi Chẳng phải mẹ bị họ dùng xì xích trói hay sao Vậy thì vì sao Họ lại giúp mẹ và con chứ Chà Đây là trách nhiệm của họ Hôm nay mẹ đem câu chuyện bất hiếu của mình kể ra Để sau này Con thông báo cho mọi người biết Khiến thế nhân hiểu rõ tội lớn bất hiếu là như thế nào Mẹ hy vọng thông qua chuyện này những người con bất hiếu trên thế gian sẽ biết hối cải sửa đổi nếu không tương lai họ sẽ bị trừng phạt và thọ hình tàn khốc như mẹ ở địa ngục này tương lai mẹ còn phải vào cháu dầu thọ tội nữa mẹ mẹ nói sao cháu dầu hả con có nghe nhắc đến nhưng đó chẳng phải là truyền thuyết hay sao con à chẳng phải truyền thuyết đâu những người ác không tin nhân quả cho nên họ một bề đã kích địa ngục bác bỏ thuyết nhân quả báo ứng nhưng không phải làm vậy là họ có thể thoát khỏi hình phạt đây chẳng qua là họ tự lừa dối mình để trấn an mình thôi từ hôm nay trở đi con và em trai nên chuẩn bị lo hậu sự cho thân phụ đi vì ba các con không còn sống lâu nữa đâu mẹ vì sao ba không còn ở thế gian này lâu nữa hả <laughs> Tội của ông không nhẹ đâu Hồi đó ta chửi mắng mẹ chồng Ông chẳng những không quở trách hay cản ngăn ta Ngược lại còn để mặt ta cư xử hồ đồ tùy tiện Mà lẽ ra ông phải là người làm tốt Khuyên giải hai bên mới đúng Ông cũng là đại bất hiếu Vì nếu ban sơ ta chửi mắng mẹ chồng Thì ông nên trị cho ta một trận Thậm chí có thể vì ta bất hiếu mà đề xuất ly hôn như vậy thì sau đó ta ắt sẽ biết sợ mà không dám hiếp đáp hung dữ quỷ thần cũng sẽ kính phục ông tất cả đều là tại ông dung túng hết ngục quan ở âm cung rất xem thường những kẻ để vợ hành sai quản bậy đối với những đứa con bất hiếu hình phạt trị tội là rất nặng bà còn mấy năm trước bị trúng gió bán thân bất toại cũng là bị trừng phạt đó hiện giờ ông sống cũng không được con trai con dâu hiếu kính chết rồi còn phải thọ khổ hình nữa đáng sợ quá nhưng như vậy không đúng rồi chị hồi mẹ ở dương giang ngoài tội bất hiếu với mẹ chồng ra cũng có làm nhiều việc tốt lắm mà giống như hồi năm ngoái đó giếng châu bị động đất chẳng phải mẹ đã đóng góp năm trăm đồng hay sao như vậy đâu thể tính mẹ là người ác được vì sao mẹ vẫn phải chịu hình phạt con à như con biết rồi đó, có nhiều người làm phúc thiện thì thấy dường như là có công đức, nhưng phúc kia không chống đỡ nổi cho tội đại bất hiếu. Con nghĩ mà xem, kẻ bất hiếu đối với phụ mẫu có thể là người chân thiện được sao? Còn nữa, năm ngoái mẹ góp tiền không phải là thật lòng, vì đối với các nạn nhân bị động đất, mẹ không hề có lòng đại từ ái. Mẹ góp tiền là gì mẹ không muốn chị em bạn nói mẹ keo kiệt. Nào có dè đâu. Lòng mẹ nghĩ chi thì ở địa ngục được hiểu thấu ráo trọi Và có ghi rõ hết. Ngục Quang nói mẹ cả đời tạo công đức rất ít. Phần nhiều là thiện nhỏ, thiện giả dối. Cho nên khó chống đỡ, khó phá tan tội bất hiếu được. Mẹ ơi, con phải làm sao cho mẹ giảm tội nhẹ đây? con đi chùa làm lễ siêu độ cho mẹ nha con nghe nói siêu độ thì có thể giúp thân quyến đã tử vong được lên thiên đường nếu làm lễ siêu độ có thể giúp thân quyến đã chết sinh lên trời thì người ác đâu còn bị trói buộc gì chết rồi thì con cháu có thể xuất tiền ra làm siêu độ cầu họ lên thiên đường là xong thôi nếu như vậy trên trời sẽ có mấy kẻ ác này hay sao con à không có dễ dàng như vậy đâu con cháu vì người quá cố làm lễ siêu độ là thể hiện hiếu tâm mượn sức mạnh của pháp hội siêu độ để làm giảm bớt tội nghiệp cho thân nhân quá cố mà thôi con vì mẹ làm siêu độ đương nhiên là việc cực kỳ tốt mẹ không ngăn cản nhưng tốt nhất con phải thường đi chùa lấy danh nghĩa của mẹ mà ấn tống sách thiện kinh quý còn nữa con nên phóng sinh cho nhiều như vậy thống khổ của mẹ tại địa ngục sẽ giảm thiểu rất nhiều còn nữa phán quan nói con cùng phật giáo có duyên trải qua những việc trong hôm nay rồi á từ đây về sau con nên lui tới chùa thường xuyên tương lai nếu con tu chí thành thì bản thân mẹ cũng nhờ vậy mà được giảm khổ công đức con tu viên mãn thì mẹ cũng được sáng lây đến lúc đó mẹ mới thực sự được thăng thiên hưởng phúc dung à giờ đã đến lúc đi rồi tướng quân ngưu mã đang hối thúc mẹ kìa mẹ phải đi đây mẹ ơi sao con không nhìn thấy các tướng quân ngưu mã ôi trời ngốc ơi ngàn vạn lần con không nên thấy họ vì họ là hung thần ở địa ngục chuyên trừng trị kẻ ác những kẻ xấu làm ác rồi chết thì sẽ có ngài thấy họ ngay được rồi mẹ ơi con nhất định sẽ làm y theo lời mẹ dặn mẹ an tâm mà đi nha chu nữ sĩ lập tức ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện của hai mẹ con cô hy vọng sau đó sẽ đem chuyện này công bố ra để cảnh giác răng nhắc những người con bất hiếu cô nói với tôi chồng cô từ trải qua kinh nghiệm đêm đó rồi vừa nghe tin cô tính làm lễ cầu siêu và hành thiện để hồi hướng phúc cho mẫu thân thì đã sốt sắng đưa tiền. Nếu xem đến đây, bạn đọc có được chút tỉnh giác, ích lợi nào thì xin hồi hướng phước điện này đến mẫu thân chu nữ sĩ cầu cho bà sớm ly khổ đắc lạc đắc lạc đắc lạc hồ trì phật pháp, pháp bằng, bằng đức hành. hành tôi hỏi sư phụ con thấy nữ sĩ kia một mực chí thành hộ trì tự diện hay bố thí tham gia pháp hội nhưng hiện giờ bà đang bị ung thư phổi bệnh viện đâu cũng không trị nổi xin hỏi sư phụ nguyên nhân căn bệnh của bà là gì sư phụ đáp làm người không nên để cho tâm danh lợi làm lụy chẳng nên khởi tâm cống cao ngã mạn phải biết lúc ta đến cõi đời này vốn là trần trụi thì khi lìa thế gian vẫn phải trắng tay không đem theo được gì danh lợi giống như khói mây thoáng qua không nên vì danh lợi mà khởi tâm cống cao ngã mạn chỉ có tâm thanh tịnh mới được phật quan gia hộ nếu dùng tâm xấu tâm cống cao ngã mạn mà bố thí tài vật cho chùa thì tự diện giống như cung điện chứa vàng chất bạc kẻ cúng bằng tâm chứa độc như thế chỉ làm nhiễm ô người tu hành phạm hạnh còn nếu không những đem tài vật cúng dường mà còn biết dùng đức hạnh hộ trì tự diện thì tự diện mới thành là đạo tràng dạng đức trang nghiêm hóa độ thập phương rộng rãi hãy bảo bà ấy ngoài việc tu tâm sửa tính giữ lòng khiêm cung ra còn phải tụng kinh địa tạng để tiêu trừ túc nghiệp. Khi tụng kinh, không nên tham nhiều, tham mau, đọc lua lua. Trong lúc tụng kinh, cần chú ý tâm, khẩu, mắt, phối hợp hộ tương cho đồng, chẳng nên hôn trầm, tán loạn. Tụng từng chữ, từng câu, cũng đồng như tụng ngàn chữ, ngàn câu. Tụng một bộ kinh, giống như tụng ngàn bộ kinh như vậy pháp giới chúng sinh mới được hưởng lợi ích không chỉ giữ gìn ngôn hạnh không tham sân si mà phải hằng có tâm điều phục chúng giống như làm cỏ phải diệt tận gốc mới không lưu lại hậu hoạn khi tôi đem lời sư phụ dạy chuyện đến nữ cư sĩ này rồi bà nói sư phụ phê bình rất đúng. Bà nhìn giận, đây là khuyết điểm bản thân bình và chân thành biểu lộ sự ăn năn. Sau đó, bà buông bỏ hoàn toàn, không thèm quan tâm đến chuyện bình tận nữa, cứ ở nhà tụng kinh địa tạng. Khi tụng đến bộ thứ bảy, thì cảm thấy bệnh trên thân thể như lành được một nửa. Lúc đến y viện kiểm tra, thì bú ác tính đã chuyển sang lành tính bà được niềm vui quá ước mong, càng tăng thêm niềm tin đối với sư phụ. Khi bác sĩ đề nghị phẫu thuật, bà không chịu, quay về nhà, kiên trì tùng kinh địa tạng. Lúc tùng đến bộ thứ 19, thì cảm thấy sức khỏe tràn đầy. Hàng ngày, bà lễ Phật hơn trăm lạy mà không thấy mệt. Sau đó, bà lại đến bệnh viện tái kiểm tra, thấy khối u trong phổi đã hoàn toàn biến mất không còn lưu lại một dấu vết nào. Quá thực, đúng là kỳ tích. Đến nay, đã gần 5 năm. Mùa xuân năm 2000, bà đi xe từ Thiên Tân đến thăm tôi. Tôi thấy sức khỏe của bà còn khỏe hơn hồi tuổi trẻ rất nhiều. Thực là lạ, Pháp ngữ của Hòa Thượng, Hòa Thượng Diệu Pháp từ bi khai thị như cam lồ dưới rảnh khiến người nghe không ai là chẳng khai sáng tâm, pháp hỷ sung mãn. Xin ghi lại một phần pháp thoại ấy như sau. Bạch Hòa Thượng, vì sao có người giết vật gì, lâu dần mặt họ lại giống con vật đó? Lúc con vật bị giết, lòng đầy kinh hoàng, oán hận, hồn phách khó siêu, mà thường theo kẻ thủ ác, chờ lúc phúc họ suy để báo oán. Lâu dần, thân hình kẻ đồ tể đó bị đồng hóa, nên sẽ có vẻ mặt và dáng dấp hao hao giống loài vật đã bị họ giết chết. Cái này có thể giải thích giống như ảnh hưởng môi trường hoàn cảnh, hành vi. Dĩ như một kẻ cấp sách tới trường, thời gian sau sẽ có dáng dấp thư sinh, kẻ buôn bán sẽ có dáng dấp thương gia kẻ làm ruộng có dáng nông phu kẻ làm việc chân tay có dáng công nhân riêng kẻ đồ tể thân xác luôn mang mùi tanh tưởi chứa đầy thù hận của các con vật bị họ sát hại nên thân toàn ác nghiệp tâm chứa đầy xấu độc và họ giết loài nào nhiều nhất thì họ sẽ mang hình dáng con vật đó đây cũng là điềm báo sau khi chết họ sẽ thành loài đó đọc trong sử chúng ta thấy mẹ ông mạnh tử phải dời nhà ba lần vì muốn con mình được sống trong môi trường thiện lành có được ảnh hưởng tốt điều này dễ hiểu thôi gần trường học sẽ làm quen với tính hiếu học chơi với kẻ đánh bạc sẽ trở thành người ham mê đỏ đen giao du với người hiền thì trở thành lương thiện. Nếu thường thân cận Phật Thánh, sẽ có tâm như Thánh, nhan diện sẽ hiền lương như mặt Phật. Vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Những kẻ sống bằng nghề đồ tể, thân tâm đều có ác khí rất nặng. Tất nhiên, bản thân và chỗ ở của họ luôn ẩn chứa hòa tai. Một khi phúc suy, thì báo ứng đến vậy nếu như ăn thịt gà thì sao thầy loài gà tuy được nuôi bằng sự tiến bộ của văn minh loài người song về vệ sinh ăn uống chốn ở đều nằm trong phạm vi một cái chuồng chật hẹp nên chúng mắc bệnh cúm rất nhiều vì vậy mà thân thể bị nhiễm đầy chất độc của bệnh cúm chúng mang hình thể thú vật có đau ốm cũng ít ai biết Lại chẳng được uống thuốc men Luôn ẩn chứa mầm bệnh trong mình Người đời mê ăn thịt Không biết họa hại ẩn ở trong Cứ nấu ăn thịt đó Tưởng là ngon, bổ Không ngờ rằng Ăn sẽ mang bệnh vào thân Tục ngữ có nói Bệnh tùng khẩu nhập Tức là bệnh vào từ miệng còn trong kinh sách thường nhắc ăn tám lượng phải trả nửa cân ăn thịt nhiều rất có hại đó là sự thật có khi không chỉ trả nửa cân mà còn phải trả cả mạng sống nhiều người ăn đủ thứ thịt bị mỡ thừa tích tụ thân đầy độc chất máu bị nhiễm trượt cơ thể bị trúng phong sinh cao huyết áp ung thư cuối cùng hết thuốc chữa nếu nói thực tế chưa bàn đến nghiệp báo thì nội chuyện ăn mặn đã rất có hại rồi vì rước mầm bệnh tâm oán hận vào mình lâu ngày thành ung bướu không chết gấp thì cũng chết từ từ bệnh hành đau đớn con vật trượt khí nhiều từ tư tưởng đến phẩm hạnh đều thấp hèn vì gieo nghiệp xấu tệ mà đọa làm thú tâm thân đều là nguyên tố xuất sinh con người ăn thịt chúng vào nạp mãi nguyên tố thấp thì thân thể thuần là tố chất của loài vật người ăn thịt thiếu lòng từ thân đầy trượt khí rất không tốt người biết tu phải nuôi dưỡng lòng nhân bảo vệ phẩm chất thanh tịnh khi ăn thịt những loài gia súc vô tình tính linh của người sẽ bị tính linh của vật làm ô nhiễm ảnh hưởng tới công phu tu hơn nữa ăn chay giúp tiết dục tĩnh tâm giúp ích cho sự tu tập rất nhiều vì cơ thể máu thịt của súc sinh ô trượt tính linh dơ bẩn ăn vào dục nhiều tinh thần tối tâm cho nên từ cổ chí kim, những bậc tu sĩ đều ăn chay là vậy. Nói thực tế, ăn thịt nhiều rất có hại, chẳng ít lợi gì, nhất là người lớn tuổi, sức đề kháng suy yếu, ăn nhiều thịt, không tiêu hóa hết, phần dư thừa lại nằm trong cơ thể, khiến sinh ra đủ chứng bệnh. Cho nên ăn ít, hại ít, là đệ tử Phật thì tốt nhất không ăn thịt, vừa trưởng dưỡng từ tâm, không tạo ác, vừa giữ thân thanh sạch. Có nhiều loài nhỏ như côn trùng, chim chóc, con người ăn một miếng là sát hại một mạng sống, hoặc chục mạng, trăm mạng. Con vật cũng có quyền được sống, giết chóc chúng bừa bãi, không những làm thương tổn tình người, mà còn phá hoại môi trường sinh thái thiên nhiên hủy diệt lòng từ ái đức phật thương yêu tất cả chúng sinh chúng ta là đệ tử phật cũng nên học theo hạnh ngài hãy đối xử từ ái với loài vật dạ có cư sĩ muốn kiến thiết đạo tràng hành nhiều bố thí xin thỉnh giáo ngài làm sao để tụ được nhiều tiền tài ạ à? tài sản tiền bạc giống như củi tụ nhiều vô ích chỉ một mồi lửa là thiêu cháy thân dễ dàng củi có thể giúp tỏa nhiệt nhặt đâu cũng có dễ tìm đầy rẫy không nên tham muốn có nhiều vì tàn ẩn họa ở trong có cái thầy nọ bói cô ấy á mấy năm nữa đi vào quan giận mà không có tài giận vì vậy á không cho giữ chức tổng giám đốc công ty nói vậy thì vô lý quá xin thầy khai thị à dù nói số mệnh nhưng người tu hành có thể cải đổi số mệnh đã gọi là số mệnh thì có ba phần là mệnh bảy phần là giận đây chính là thời giận cho nên nói thời tới thì phát huy vì vậy chuyện nắm bắt thời cơ rất quan trọng là then chốt nhưng làm sao để nắm bắt việc này phải xem ngộ tính của một cá nhân, đồng thời phải nhìn sự tu trì bình thường của y. Ngộ đạo rồi, liền có thể nắm bắt thời cơ, cũng có thể cải đổi vận mệnh mình. Dạ thưa thầy, có một cư sĩ ở Thiên Tân, mấy năm trước được bạn tặng cho một con chó giang tô tên là A Lý. Từ lúc cư sĩ này ăn chay, con chó cũng không có ăn thịt. Mỗi khi chủ nó tụng kinh sớm tối, thì nó đều nằm phục một bên, giống như là nghe kinh vậy đó. Nhưng mà khi ra đường đó thầy, hãy nó gặp con chó cái đến ve vãn á, là nó luôn quay đầu bỏ đi. Sau này phát hiện trên đầu nó có vết sẹo, giống như là lúc thọ dưới đốt hương chấm vào. Vậy việc này là thế nào? Tùy mang thân chó, nhưng nó không ăn thịt, ưa ăn chay, lại không có tâm ái dục, ưa nghe kinh, thính pháp, thích thân cận thiện tri thức, không có tâm tranh đấu. Nó là một người tu trong thân xuất sanh. Bởi vì trên đầu nó có giới điều hiển hiện. Phật từng khóa làm thân nai. Trong quan thế âm Bồ Tát phổ môn phẩm, cũng từng giảng Bồ Tát quan thế âm hiện đủ các thân để hóa độ chúng sinh. Nhân đó, chuyện này không có gì lạ con chó đó là hiện thân thuyết pháp người ta có thể làm việc chung với những kẻ khắc tuổi khắc mệnh được không thầy đoàn thể học phật là lò luyện lớn có thể dung chứa hết tất cả phật pháp là chí cương không có gì xô ngã phật pháp cũng chí nhu rất mềm mại không có gì đâm thủng bởi vậy chỉ cần mọi người nương vào chánh niệm Thì có thể chung tay dựng xây việc lớn Mạnh cư sĩ, hồng cư sĩ Sắp kết hôn muốn xin thỉnh giáo sư phụ Hy vọng họ sau khi kết hôn Lập nên gia đình Phật hóa Thành những đồ đệ tu hành tại gia mẫu mực Đạo làm vợ kính yêu phu quân Sự tốt với mẹ chồng Cần kiệm hộ nhà xuất nhập điều độ dinh nhục đồng hưởng tuyệt không than oán đạo làm chồng thương vợ như em không lìa không bỏ không sợ khốn khổ đem thân làm gương dạy con thành tài hai cư sĩ nếu có thể làm theo đây tất gia đình hòa thuận hạnh phúc tương lai hết nghiệp ta bà đồng sinh cõi tịnh tu hành Dạ, con muốn hỏi sư phụ, con của người cư sĩ kia sang năm thi vào học viện mỹ thuật Thiên Tân, muốn hỏi sư phụ, cháu có thể thi đậu không? Làm người cần chánh, làm con cần hiếu, làm học trò cần siêng, tâm cần tu sửa an định. Đạt được bốn điểm này thì có thể tùy tâm mong muốn sự nghiệp thành. Dạ, con rất ưa giảng Phật Pháp cùng người. Phải chăng có chỗ không đúng? Giảng Pháp cần chú ý gì? Xin sư phụ cứ dạy. Hoàng dương Phật Pháp cố nhiên là việc tốt. Nhưng cần chú ý thời gian. Không nên mặc tình hành sự. Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ. Buổi chiều từ 2 giờ đến 5 giờ. Đây là thời gian giảng Pháp tốt nhất một lần giảng không quá ba tiếng người giảng tinh thần sức lực sung mãn người nghe chú ý tập trung dễ thâm nhập thể hội lãnh ngộ phật lý vượt quá mức thì tinh thần mỏi mệt nói nhiều vô ích người làm thầy nhất định phải tuân giữ quy củ trước phải điều phục mình sau mới điều người sống không hành đúng pháp chính là phá hoại đạo làm thầy. Thế thì sao có thể là vô phạm cho hàng hậu học? Cẩn thận ghi nhớ. Tu làm sao mới được lợi ích hả thầy? Tu hành là chịu khổ. Khổ vì phải nhẫn điều khó nhẫn. Lại giống như người nuốt độc dược mà muốn nôn ra vậy. Nhưng bạn vĩnh viễn không thể mong một người khác nôn dùng độc dược của mình nghĩa là tật tánh của mình phải do mình sửa tu hành không nên gấp không nên nông nóng cầu mau thành chư phật bồ tát đều tùy thời tùy duyên từ bi gia trì cho bạn nhưng các bạn trước tiên phải đem tam độc tức là tham sân si lỡ nuốt vào từ vô thị kiếp đến đây nôn hết ra mới có thể nếm được mỹ dị cam lộ đây gọi là ói cái cũ nạp cái mới cho nên học phật trước phải phá ngã chấp không nên thấy toàn thị phi mắt chỉ lo nhìn lỗi người phải biết các oán ghét đối nghịch trong đạo đều do nghiệp chướng bản thân từ nhiều kiếp đến đây chiêu cảm nên phải chí thành sám hối mới có thể bình lặng tất cả còn những phản ứng kình chống ngang ngược tổ kiến và nhà ở có hai vợ chồng dắt hai đứa con trai khoảng mười mấy tuổi đến xin gặp hòa thượng diệu pháp để thỉnh giáo bọn họ ba năm trước từ đài loan ra nước ngoài định cư trước tiên họ tạm thuê một phòng để trú ngụ và dự tính là sau này sẽ chọn mua một biệt thự thích hợp để ở nhưng việc mua nhà khó thành là do cả nhà bốn người ý kiến luôn bất đồng hễ chồng ưa thì vợ không chịu hoặc ngược lại hay con thích thì cha mẹ không đồng ý chẳng dễ gì gặp ngôi nhà cả bốn người đều hài lòng mà tới khi cả gia đình đồng ý, thì cắt cớ là chủ nhà lại không muốn bán. Cứ thế, diễn tiến này kéo dài ngót ba năm, cho đến nay họ vẫn chưa tìm mua được một ngôi nhà nào thích hợp. Điều này khiến cho họ suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao. Do hai vợ chồng rất kính tin Phật, họ đâm ra hoài nghi, nghĩ là chắc phúc báo bản thân mình không đủ, cho nên nhân dịp nghỉ phép, họ mới sang Đại Lục, lên ngũ Đại Sơn bái Phật, Thỉnh cầu Hòa Thượng Diệu Pháp Giải nghi cho họ Nghe họ kể lễ Sư phụ mỉm cười Dịu dàng hỏi hai đứa con trai Hai con tính tinh nghịch Có ưa chọc phá tổ kiến không vậy? Nghe sư phụ hỏi Cả nhà bốn người không hẹn Mà đều bật cười Người mẹ nói <laughs> Dạ, hai cháu hồi nhỏ rất ưa phá tổ kiến. Nói là muốn nghiên cứu cấu tạo tổ kiến, còn khen trong tổ thiết kế rất là hay. Có cung điện cho kiến chúa, có danh trại oai nghiêm cho kiến thợ, còn có rất nhiều thực phẩm kho lẫm. Dạ, hai cháu nghiên cứu chơi nghịch say mê đến quên cả ăn uống. Sư phụ nói, Hai cháu này ưa chọc phá tổ kiến, hủy đi bao ngôi nhà lũ kiến, thiên gian dạng khổ, tạo dựng nên còn phá hoại làm tiêu tan số thực phẩm suốt bao năm dài lũ kiến đi khắp nơi tha về tích trữ việc làm của hai cháu đã khiến chúng mất chỗ an thân an nghỉ vì lý do đó mà ngày nay các con ở đâu cũng không yên tìm nhà không ra đây chỉ mới là sơ báo nếu các con chẳng biết sám hối sửa lỗi thì trong tương lai dù bản thân có được nhà ở, nhà chúng con sẽ rơi vào trường hợp nhà bị quỷ hoại bất ngờ. Cho dù các con giàu sang đến mấy, tương lai cũng khó thoát khỏi cảnh có lúc phải chật vật tìm kiếm món ăn. Quay sang hai người lớn, hòa thường quở. Còn hai con nữa, thân làm cha mẹ, đã quy y cửa Phật nhiều năm, vì sao có thể đứng yên nhìn Mặt tình con mình làm việc tổn đức như thế Mà không ngăn cấm Khuyên dạy chúng Nuôi mà không dạy Là lỗi của cha mẹ Các con phải biết nhân quả báo ứng Như bóng theo hình Nếu các con sớm sám hối Tạo phúc Xuyên năng tụng kinh Hồi hướng công đức cho hàng ngàn Hàng dạng con kiến Đã bị các con làm tổn hại thân mạng Lẫn tài sản thì có lẽ sẽ thay đổi được tai nạn trong dị lai. Hiểu rõ chưa? Hai vợ chồng được hòa thượng khai thị xong, xúc động, ăn năn sám hối thưa. Sư phụ, đệ tử đã biết lỗi. Mặc dù quy y nhiều năm, cứ tưởng là chúng con biết ăn chay niệm Phật, như vậy là đủ rồi. Không ngờ, chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Sau khi chúng con về, cả nhà sẽ sám hối trước Phật, và tụng kinh địa tạng. Chú Đại Bi hồi hướng công đức đến cho lũ kiến. Như vậy có được không thầy? Lệnh thay, lệnh thay. Được rồi, các con lúc nào cũng phải ghi nhớ kỹ. Tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Cho nên, không được xem thường loài vật, không được tùy tiện làm hại chúng sinh. Thiện niệm và ác niệm Thiện niệm ác niệm Đều do tâm sinh Vì vạn pháp do tâm tạo Chúng ta tu hành cần phải kiểm soát Tu trong từng cử tâm động niệm Quản lý tâm mình cho tốt Nếu giữ được chánh niệm hiện tiền thường xuyên Thì tự nhiên y báo sẽ chuyển theo chánh báo Số bệnh tất được cải đổi Nhà Phật thường nói Khởi một niềm thiện cung điện nơi thiên đường liền thành khởi một niệm ác hình phạt nơi địa ngục chờ sẵn nếu có thể tiến lên triệt ngộ nguồn tâm trụ nơi vô trụ siêng tu lục độ vạn hạnh ác việc giải thoát thành đạo đều có thể thực hiện người học phật chúng ta nếu tu đến thời tiết nhất định sẽ có mài luyện đủ loại đủ kiểu hiện đến với bạn lúc ấy cần có tâm bình hòa dẫn dục tinh tiến để vượt qua thử thách. Dưới đây là kinh nghiệm từ cuộc sống của tôi, hy vọng mọi người xem xong được lợi ích. Tiểu Vận là thằng em họ kém tôi 7 tuổi. Tính hết sức ngang ngược, bướng lì. Dì dượng tôi rất cưng chiều nó. Hôm đó tôi tới nhà thăm dì dượng, nhưng họ đi vắng. Chỉ có một mình tiểu vận trong nhà. Tôi vừa bước vào, nó đã kéo tôi lên mạng chơi vi tính. Bớt đắc dĩ, tôi phải chơi cùng nó một lúc. Do tôi ít chơi game, nên rất mau thua, làm ảnh hưởng xấu đến số điểm, khiến em tức giận, chạy đến xô tôi té xuống đất, và trách. Sao chị chơi tệ quá vậy? Nhìn khí thế hung hăng của em, tôi lấy giọng chị, nghiêm nghị của nó. Em dám đối với chị dữ dằn như vậy hả? bình thường để gì dưỡng nên chị luôn nhường nhịn hôm nay chị phải dạy dỗ em mới được thế là tôi túm lấy nó đánh chưa? vào mông nó một trận tiểu vận bị tôi đánh khóc ầm lên vừa khóc vừa chụp đồ đạc quăng ném lung tung đồng hồ bàn ly tách các món đồ chơi đều bị nó làm vỡ hết tôi khuyên ngăn vô ích ngay lúc đó dì dượng tôi về nhìn thấy bãi chiến trường hỗn độn vì dường Phật ý, hỏi với giọng đầy trách móc Vậy là sao? Trời vì sao mà đồ đặt tùm lum vậy hả? Chẳng đời tôi giải thích, tiểu vận vừa khóc vừa gào lên. là chị Hồng làm, làm hết á, Chỉ vừa đánh con, vừa quăng đồ á, không những làm 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 con bị thương mà còn phá hư hết đồ chơi của con luôn ba ơi mẹ ơi chị chị thừa lúc hai người đi vắng đã ăn hiếp con như vậy đó tôi nghe em nói mà ngỡ ngàng đứng chết chân ngạc nhiên tới há hốc miệng á khẩu cũng chẳng biết làm sao để giải thích vì dượng tôi quá cưng em họ, nên tin ngay. Họ giận dữ, mắng tôi. Tại sao mà con không có lương tâm, cư xử quá tệ như vậy hả? Con cũng từng ở đây một thời gian, sao lại đối với em ác như vậy? Cái con nhỏ này bụng dạ xấu xa độc ác, mau cút khỏi đây ngay, cút ngay! Tôi muốn giải thích, nhưng dường như chuyện khó thể vãn hồi, đành dẫn nhịn nuốt giận quay về. Về ký túc xá, Tôi khóc to một trận. Thầm nghĩ, vì sao dì Dượng lại đối xử với tôi như thế? Rõ ràng là tiểu vận sai, nhưng họ chẳng cần phân rõ trắng đen cứ mắng tôi xối xả. Tại sao? Tại sao chứ? Bồ Tát Quan Thế Âm Đại Từ Đại Bí ơi, cầu xin Ngài Gia Trì giúp hóa giải mọi hiểu lầm giữa con và họ. Đêm đó tôi không ngủ. Một tuần trôi qua, tôi rất muốn đi thăm em họ và gặp dì dượng để xin lỗi, vì bình thường họ đối với tôi rất tốt. Thế là tôi mua quà mang đến nhà họ. Vừa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi giật mình ngạc nhiên. Dì đang ngồi trên sofa, bưng mặt khóc, còn giường ở cạnh bên, thở dài não ruột. Dì dượng ơi, có chuyện gì vậy? Tiểu giận đâu? Dì dượng chỉ vào phòng ngủ. Tôi bước tới, Vừa nhìn thấy em họ thì giật mình thất kinh. Không ngờ, một tiểu vận tuân tú, giờ đã biến thành cái đần độn ngứa ngẩn. Lưỡi em thè ra khỏi miệng, quẹo sang bên phải, nước giải chảy nhỏ giọt giọt. Còn tai và gò má bên phải của em thì không ngừng co giật. Nó bị như vậy đã một tuần rồi. Dượng tôi bớt đắc dĩ, kể cho tôi nghe. Còn đi rồi, thì qua ngày sau, tiểu vận đột nhiên toàn thân co giật đến bệnh viện khám á bác sĩ nói đây là triệu chứng bại não chỉ có thể điều trị từ từ không còn cách nào tốt hơn phải làm sao bây giờ đây chứ chúng ta chỉ có một mình nó thôi mà Dì tôi ngồi bên nghẹn ngào chen vào nói, hai mắt đỏ chạnh, chứng tỏ dì đã khóc rất nhiều đừng lo, rồi sẽ có cách mà. Quay về ký túc xá, tôi cảm thấy việc này có liên quan đến tôi. Mặc dù tiểu vận, dì dưỡng đối với tôi một bề ghét bỏ, dùng toàn lời ác dành cho. Nhưng tôi là người học Phật, cần phải dùng thiện niệm và tâm từ bi mà đối với họ. Nếu như tôi thành tâm tụng kinh hồi hướng cho tiểu vận, có thể em sẽ dần hồi phục, gia đình sẽ bình an hài hòa. Thế là tôi bắt đầu tụng kinh Kim Cang, hồi hướng công đức cho tiểu vận. Kỳ tích xảy ra. Ba ngày sau, dì tôi mừng rỡ gọi điện khoe. Alo, con hả? Từ lúc con đến thăm thì trưa hôm sau bệnh của tiểu vận chuyển tốt lên rồi. Miệng và mặt nó hết bị co giật, có thể ăn cơm bình thường rồi đó con. Tiểu vận đã kể hết sự thật cho dì nghe rồi. Nó đã làm sai và phải nhận lỗi trước con phải không? Thật sự xin lỗi con nha hôm ấy dì đã mắng quan con, con hãy tha lỗi cho dì nghe. tối nay con có rảnh không? mời con đến ăn cơm với dì nhé con. thế là mọi việc tốt đẹp, an ổn hài hòa. điều này làm tôi xúc động sâu sắc. nếu như mỗi người học Phật đều có đủ trái tim từ bi, cho dù bị người khác khởi ác niệm với mình, bản thân cũng không nên nổi sân, mà phải nhờ vào sức mạnh của Phật pháp sám hối hồi hướng. Nếu biết dùng thiền niệm đối đãi với mọi sự, mọi việc, thì nhất định sẽ có hảo báo, thu được kết quả tốt đẹp không ngờ. Kinh Hoa Nghiêm nói, nếu người muốn biết ba đời tất cả Phật, nên quán tính Pháp giới, tất cả do tâm tạo. Người học Phật, trong lúc gặp nghịch cảnh, nghịch duyên, cần giữ chánh niệm, nên dùng tâm dẫn nhục, như như bất động đối với mọi hoàn cảnh. Làm được vậy, mới có cơ hội giải thoát. Kinh Kim Cang nói, tất cả pháp vô ngã thành tù nơi nhẫn. Nhân đây, xin khuyến thế nhân, cẩn thận khi nói đăng hành động, phải dình tâm giữ biện, chớ nói lời vu khống người, vì thiện ác nằm trong một niệm, phúc họa như bóng theo hình. Nhân quả báo ứng luôn có thật. Lời người dịch Đọc đến đây, bạn có thắc mắc không? tại sao có nhiều người ác khẩu vu khống tạo lỗi tương tự hoặc hơn cả tiểu vận mà họ đâu có bị gì phải giải thích đó là tùy thuộc nhân quả tùy những uẩn khúc trong cuộc sống mọi người tôi xin tạm giải thích như thế này nếu xúc phạm kẻ ác hoặc thường dân không bị báo nặng bằng xúc phạm hiền dân thánh dân hồi mới về xong chuyện này tôi không tin cho rằng có vẻ như người kể đang tự khoe khoang. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, quả hồng là Phật tử, không nói dối, và tu rất miên mật, giữ giới chu đáo. Do vậy, mà lời cầu nguyện cô dễ đạt, và bản thân không vững nhận được lực gia trì của thần hồ giới, mà cả đến chư Phật, nên mới chiêu cảm kết quả như trên. Đọc trong kinh sử, ta thấy ghi chuyện một vị sư già thời Phật, đã từng chứng thánh nhưng miệng cứ nhai đi nhai lại rất khó coi. Nguyên nhân bắt nguồn từ kiếp xa xưa, thuở đó ông là một chú tiểu, tình cờ thấy một vị sư già tụng kinh, ông đã cười nhạo chê rằng sư tụng giống hệt trâu nhai cỏ. Không ngờ vị sư này đã chứng A la hán, do lỗi xúc phạm thánh dân, mà sa di đó 500 đời miệng thường nhót nhét giống trâu nhai cỏ cho đến kiếp cuối cùng này, dù đã chứng A la hán rồi vẫn còn phải tiếp tục trả báo xưa ngoài tác động luật nhân quả mắng người thì bị người mắng hại người bị hại lại thì việc vô cớ vu oan đổ lỗi cho hiền dân hay một người chỉ giữ ngũ giới nghiêm ngặt thôi thì cũng khiến cho đương sự có thể chiêu vời báo ứng xấu cho mình giống như câu chuyện quả hồng vừa kể là một chứng minh vì vậy phật thường khuyên ta cẩn ngôn và luôn nhắc họa nằm nơi đầu lưỡi đầu lưỡi phí phạm, phí phạm của, trời. của trời tội, tội rất lớn một ký giả tờ báo x nhiều lần nghe sư phụ giảng pháp chỉ rõ nguyên nhân bệnh cho những người bệnh đến cầu khai thị một hôm cô hỏi sư phụ con bị bao tử nhiều năm đã chữa trị mà không có thấy kết quả có phải do đời trước con làm điều gì xấu không sư phụ hỏi phải chăng cô không ưa ăn da bánh bao nên mỗi lần ăn đều xé lột lớp da bánh bỏ đi ký giả kinh ngạc nói trời ơi sư phụ đúng là có việc này từ nhỏ con đã không thích ăn da bánh bao vậy mà cũng có tội sao sư phụ cười nói phải biết phí phạm là tội rất lớn lương thực và thức ăn trong thế giới này có sứ mệnh để cho người dùng lo no bụng nhưng con vị không ưa thấy không hạp khẩu vị nên bỏ nó như vậy rất lãng phí phải biết trên thế giới hiện nay còn rất nhiều người không có ăn và bị chết đói còn phải cảm thấy xấu hổ vì điều này lại nữa quốc gia nào cũng đều có người bươi bãi rác kiếm ăn ngay cả các nước đang phát triển cũng không ngoại lệ những người đói kém này đều do đời trước đã lãng phí lương thực chà đạp thức ăn nên đời nay mới bị quả báo như vậy nếu đời trước ném bỏ đồ ăn thì đời này sẽ phải đi kiếm nó về nuốt vì vậy con phải tuyệt đối cẩn trọng không nên phí phạm nữ khí giả tỏ vẻ ăn năn hỏi con phải làm sao đây sư phụ phải phát tâm sám hối từ đây về sau, thệ không bao giờ lãng phí vật thực nữa, thì bệnh con sẽ dần dần lành. Nữ ký giả lại hỏi, con cũng lại lưng hoàng sám có được không? Sư phụ cười hài lòng. <cười> Rất tốt. Bà Hàng trứng ráng Một buổi chiều năm 1993, có người nhấn chuông cổng. Tôi ra mở cửa, thì gặp một phụ nữ độ ngoài 50. Phía sau bà còn hai cô con gái khoảng hai mươi mấy tuổi, đang khi một bao gạo to. Tôi hỏi bà, bà tìm ai? Bà nói bà tìm tôi. Nhưng tôi không quen bà, mà bà đối với tôi ra vẻ rất quen. Bà ngoái đầu kêu con gái vào nhà. Không đợi tôi mời, bà tự đóng cổng, rồi tiến vào phòng khách. Sau đó, bảo hai con thả bao gạo xuống để cùng theo bà bái Phật. Họ lễ xong, tôi vẫn chưa nhận ra bà là ai. Bà cười nói. <cười> Một năm trước, tôi có tới nhà Tôn Huynh. Tôi là bà hàng trứng ráng nè. Tôi nghe qua, thì sực nhớ liền nói à <laughs> tôi xin lỗi tôi nhất thời công nhận ra xin mời ngồi đừng bà đã đỡ chưa dạ khỏe rồi hôm nay tôi cho hai con khiên bao gạo này đến để cảm tạ tôi biết tôn huynh xưa nay không có nhận quà nhưng mà hôm nay tôn huynh nhất định phải nhận bao gạo này vì nhờ tôn huynh và vị sư phụ kia mà tôi mới sống còn đến ngày hôm nay nghe bà nói dòng tư tưởng tôi trôi về quá khứ. Năm ngoái, một cư sĩ quen đã dẫn bà tới nhà tôi. Chồng bà bị chứng thoát đĩa đệm cột sống. Phải nằm trên giường 6 năm. Tuy bà ân cần chăm sóc, nhưng cuối cùng, ông vẫn không thể đứng dậy và đã qua đời nửa năm trước. Ngờ đâu, bà cũng mắc chứng bệnh giống vậy nghĩ đến chồng mình bị bệnh hành tiêu tốn rất nhiều tiền mà không giữ được mạng bà nghĩ thầm chi bằng mình chết sớm còn tốt hơn khỏi làm lụy tới hai con vì vậy mà bà không thèm đi khám bệnh cũng chẳng uống thuốc chi con gái biết được ý mẹ vạn phần lo lắng bèn đến chùa quan âm cầu phật gia hộ May gặp một cư sĩ tốt bụng Trước đây Ông là láng giềng của họ Sau khi biết chuyện rồi Ông rất cảm thông Sẵn dịp Nghe tin Hòa Thượng Diệu Pháp Vừa đến nhà tôi Ông bèn dắt bà tới Cầu sư phụ Chỉ cho con đường sống Hòa Thượng Lắng nghe bà kể rõ bệnh tình rồi Liền hỏi Nghề bà mưu sinh Có liên hệ đến trứng gà dạ không? Bà có vẻ kinh ngạc Nói con sống bằng nghề à? Bán bánh trứng rán, một ngày tối đa tráng mười mấy cân trứng. Có phải vụ này liên hệ tới bệnh của con không? Bà làm như vậy, không phải để kiếm tiền sao? Dạ, con nương và sức lao động chân chính để kiếm tiền. Mong ngài chỉ dùng nguyên nhân bị bệnh. Bà đừng trách tôi nói thẳng nhé. Một cân khoảng 11-12 trứng gà. Bà tính mỗi cân chỉ có bảy tám trứng còn bán trứng gà nhỏ cao bằng giá trứng gà lớn và kiếm lời trong chỗ cân thiếu này có phải như vậy không ba đáp dạ ai cũng làm vậy để kiếm chút tiền mà trên thực tế đâu phải là khách không có biết nhưng mà lúc mua chẳng có ai để tâm so đo nói theo phật pháp thì bà làm như vậy là tham là lừa dối bà bán hàng cân thiếu vì mong có thêm chút tiền nhưng giọt nước lâu ngày xuyên thủng đá tích ác nhỏ sẽ thành họa lớn đây là nguyên nhân căn bệnh của bà vậy chồng tôi không có liên can việc này vì sao cũng bệnh giống vậy sư phụ nhẫn nại giải thích bị giống một chứng bệnh không có nghĩa là đồng một nguyên nhân. Ví như bệnh cảm sốt, đa số các chứng viêm thường bắt đầu từ bệnh sốt cả. Có thể bà sẽ hỏi, phải chăng ai bán bánh trứng rán cũng mắc bệnh này? Đây không nhất định. Mỗi người từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, nhân quả chồng chéo phức tạp, chẳng ai giống nhau. Đọc báo chúng ta thấy mô tả tai nạn xe cũng đồng một tai nạn nhưng kẻ thì chết thảm có người bị văng ra xa mấy mét nhưng lại bình an vô sự tưởng chết lại được sống nghĩa là có rất nhiều chuyện lạ lùng ngoài sức tưởng nhưng thực ra đây đều liên quan đến đức hạnh của mỗi người những người sống thiện dù gặp nạn dữ rất dễ hóa lành hay biến nguy thành an chuyện làm ăn buôn bán kiếm tiền là thường tình là thiên kinh địa nghĩa cổ nhân nói quân tử yêu tài thủ chi hữu đạo nghĩa là dù ưa tiền song kiếm tiền cũng phải có đạo đức bà đã cân thiếu hai lượng dùng hành vi giả dối này làm phương pháp phát tài là không có đạo đức hơn nữa việc này đồng nghĩa giới dưỡng hổ di họa hiện giờ số tiền lớn nhờ cân thiếu mà kiếm được trong tương lai bà sẽ phải đổ vào chi phí thuốc men hết mà không đủ nữa tôi giải thích như vậy bà có tiếp thu được không dạ thưa sư phụ con rõ rồi sau này sẽ không tham tài lừa khách hàng nữa hòa thượng bảo bà thỉnh tôn thượng phật về thờ mỗi ngày lễ bái sám hối bởi bà không biết chữ nên hòa thượng dạy bà khi lạy phật cứ niệm nam mô quan thế âm bồ tát và phải phóng sinh thì bệnh bà có thể lành lúc ra về bà cảm thấy lưng khỏe hơn rất nhiều nên càng tăng thêm tính tâm đối với phật pháp thật không ngờ hơn một năm thì bình của bà lành còn đến đây đáp tạ nữa bà thấy tôi không chịu nhận bao gạo kích động nói sau khi tôi từ nhà tôn huynh ra về ngày nào cũng nghĩ đến những việc làm thất đức của mình lòng ăn năn khôn xiết hôm sau tôi vội đi thỉnh tượng quan âm về thờ hàng ngày thắp hương lễ bái một ngày lễ tối đa ba trăm lại lưng tôi chẳng những không đau mà ngày càng khỏe lên nhưng có một hôm đột nhiên lưng tôi đau kịch liệt đau tôi đứng không nổi các con khuyên tôi nên đi bệnh viện tôi nói bệnh viện nếu chữa được thì ba của tụi bay đã không có chết sư phụ kia nói đúng má tin ông ta thực ra dù bệnh lành hay không tôi cũng tin ai bảo tôi phạm tội buôn bán gian xảo làm chi Đào đớn hành tôi chẳng thể ngồi được nữa, nên đành phải nằm trên giường niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi niệm kiên trì như vậy cả tháng. Một đêm nọ, tôi nằm mộng, thấy Bồ Tát Quan Thế Âm xuất hiện trước mặt mình. Tôi vội khấn đầu làm lễ. Bồ Tát hỏi: "Con ngày ngày niệm danh ta là muốn cầu điều gì? Con do tham tài, mà lưng đau bị thoát đĩa đệm cột sống xin ngài tri bệnh giúp cho con mà lành rồi thì ngày ngài luôn niệm phật lễ phật bồ tát cúi xuống đưa tay sờ và lưng tôi mỉm cười bảo người vốn không có bệnh nếu bị bệnh thì làm sao có thể khấu đầu làm lễ trước ta được nói xong bồ tát biến mất Tôi mừng rỡ, niệm to danh ngài, rồi ngồi bọt dậy trên giường. Hai con gái tôi bị tiếng của tôi đánh thức, vội chạy tới bên giường an ủi. Đột nhiên, chúng kinh ngạc, vui mừng reo lên. Trời ơi, con mừng quá, má ngồi dậy được rồi nè, má! Lúc này tôi mới phát hiện, mình đã tự ngồi dậy được. Hồi tưởng lại tình cảnh trong mộng, thì đột nhiên, lưng tôi có cảm giác nóng ấm, hết sức dễ chịu thư thái. Lúc này mới biết là bệnh mình lành rồi. Lòng quá cảm động, lệ tuôn không cầm được. Tôi kể lại cho hai con nghe chuyện giấc mộng. Chúng chưa có tin lắm. Tôi bảo hai con đỡ mình dậy. Chúng dìu tôi đi thử mấy bước. Lưng tôi không có đau chút nào hết á. Chỉ có hai giò là còn hơi yếu. Tôi hiểu đây là tại mình nằm mãi ở trên giường hơn cả tháng. Vậy là ba mẹ con chúng tôi mừng rỡ đến không ngủ được. Bệnh lành hẳn hoàn toàn. Lòng tôi tràn đầy niềm tri ân quan thế âm. Đồng thời cũng nhớ đến ông xã. Giờ đã thành nắm tro xương. Nếu như ông gặp Phật Pháp, chẳng phải là đã được cứu rồi hay sao? Vậy là tôi đã quyết định về quê, ra thăm mộ ông, khoe là tôi đã từ cõi chết mà sống được thăm mộ xong bà con thân thích mời tôi ghé chơi mấy ngày tôi bằng lòng trong thời gian ở quê á thấy người ta gặt còn sót bông lúa rất nhiều tôi hỏi người trong thôn lúa còn sót dữ quá sao không ai mót hết vậy họ mới trả lời là bây giờ ở nhà ai cũng sung túc khá giả nên chẳng thèm phơi đầu dưới nắng mót lúa làm gì nữa tôi bèn hỏi vậy chứ tôi mót có được không họ mới nói có gì mà không được vài ngày sau á rơm rạ đều bị thiêu trụi hết thôi ngừng một lúc bà nói tiếp tôi thấy lúa còn sót quá nhiều mà bị đem đi đốt hết thì rất là uổng bèn bỏ ra một tuần để mót lúa mót cũng được à, bốn ôm to đùng đem xây ra thành 98 kg gạo. Hôm nay tôi chở tới cho Tôn huynh 50 kg. Đây chẳng phải là lễ vật gì đâu, mà muốn để Tôn huynh biết là lưng tôi thật sự là lành rồi, nên mới có thể khom lâu như vậy để mót ra ngần ấy gạo đó chứ. Xem như Phật Bồ Tát đã ban cho tôi mạng sống lần thứ hai. Tôi thường nhờ con gái giúp tôi tụng kinh Bồ Tát Quan Thế Âm phổ môn phẩm hồi hướng phúc cho chúng sinh kính tặng tôn huynh bao gạo này để cùng chia vui với chúng tôi tôi mỉm cười bảo tôi không dám thu lễ của bà đâu hãy đem đến chùa cúng dường Người xuất gia đi vì các vị ấy mới là đại diện phật tại nhân gian hơn nữa hòa thượng diệu pháp cũng là người xuất gia đó Nghe tôi thuyết phục hồi lâu Bà mới hoan hỉ Đem gạo đến chùa biếu Chùa biếu Chùa